Seoul sẽ tổ chức thi lấy bằng người cá quốc tế. Strangers, believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, neath the pale moon. Loving's for the fools. Baby, beware of my body. I'm alone. I'm alone. I'm a lone wolf. 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 I'm a cấp bằng quốc tế người cá tổ chức tại Việt Nam bằng của Hiệp hội BDIC ở Mỹ. Thầy John và thầy Nguyễn Văn Lộc là đại diện cho Hiệp hội BDIC ở Việt Nam. Các em ơi, cho một tràng vỗ tay. Rồi, hôm nay là có 5 phần thi nha các bạn. Cũng đơn giản thôi, bởi vì đây là cấp bằng level 1. Shadows in the corners of your mind. I go where the wind blows. I run but I don't hide. I hear the call of the wild, whispering the name. No, I can't be tamed. My heart belongs to the night. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. 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 I'm a
Đi bơi chung với cá heo được rồi đó. Rồi tiếp theo. Tiếp theo ở một ngày nào đó để bơi với cá, Tiếp theo là sẽ có một phần quà hấp dẫn nữa sẽ chờ đón các bạn. Đó là chín chiếc vòng được thiết kế riêng cho chính bạn. Nhưng mà mỗi chiếc vòng nó có một cái phong cách thiết kế riêng. Xin chào, bây giờ là đến chương trình cấp bằng người cá quốc tế. Thì mỗi bạn nhận được một tấm bằng này á, sẽ kèm theo một chiếc vòng định mệnh của mỗi bạn, siết chặt cuộc đời của các bạn người cá với biển, trói buộc bạn với đại dương ha. Rồi bắt đầu, chính bạn người cá này sẽ có cùng một kiểu thiết kế vòng giống nhau. Rồi những bạn đợt sau thi cấp bằng lại có một mẫu khác nữa. Nhớ nha, cái này là duy nhất nha các bạn. Phải giữ cái này để khẳng định mình là người cá của câu lạc bộ chúng ta nha. Rồi. Rồi, bây giờ là Sophia này. Sophia. Vô một cái đây, bắt tay thầy cái coi. Sophia. Để dầm chưa? Dầm được. Rồi, bắt đi. Thư kỳ Phạm. Thư kỳ Phạm. Thư kỳ Phạm. Thư kỳ Phạm. Nó kỳ phản có vòng chưa? Rồi. Let's see. Let's see. Tại sao mà Hà cầm giơ lên hết để chụp hình một tập thể luôn nha. Thầy chắc bằng là mới bước gặp lại thầy chứ. Rồi. Thầy ơi. Victoria. Dạ. Yeah. 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 Yeah.
Cathy Trang. Julia. Tay này đi, Julie. Còn tay trái. Rồi đây, 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 Julie. Rồi, còn tay. Rồi, bây giờ cầm lên đây để chụp hình nha. Rồi, Vivian Vu. Ê, đưa lên cái bao các bạn. Bấy nhà, bấy nhà. Bấy này đi, để nắm cái bàn không cho đẹp nha. Bỏ cái này đi. Bỏ đây đi, bỏ đây. Rồi, Vivian Vu. Nè. Cầm cái bàn luôn hả? Cầm luôn hả? Cho cầm luôn đi, để này của em. Có nhiều cái nữa. Để sau á, con cho nó nổi lên nó đẹp. Rồi, đúng rồi vậy đó. Đây. Quà tặng cho giám khảo đến trễ hôm nay thì sẽ nhờ thầy Lộc chuyển cho giám khảo đó. Richard. Đây thầy Lộc nhận cái này để chuyển cho Richard ha. Dạ. Yeah. Rồi.